Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay thì trên kênh của mình đang có mẫu giày mới của Adidas. Đó là mẫu Solar Boost nha các bạn, Solar Grey Boost. Thì đây là một cái phiên bản 2021, nó khá là mới. Cái phần đế của nó thì đã khác trước khá là nhiều rồi. So với đời trước của nó thì cái đế Boost này nó sẽ bao trọn cái phần đế này. Xin lỗi các bạn nhé. Xin lỗi các bạn. Thì cái đời này thì là cái phần đế này nó vẫn được bao trọn, nhưng mà nó sẽ được bọc ở bên ngoài phần mũi trên này một cái phần cao su non, cao su mềm nhé, khá là êm. Cái đế Boost này của Adidas thì vẫn là cái nổi tiếng rồi, nó khá là đàn hồi, khá tốt. Sở những đôi đế Boost rất thích nhé các bạn nhé. Đó. Cái phần upper của nó thì khá đàn hồi, khá tốt và khá là thoáng. Đây, có những rất nhiều lỗ thoáng. Thì đôi này đợt vừa rồi sale bên mình tầm khoảng 1,5 triệu đấy, trên dưới 1,5 triệu gì đấy. Giá chi tiết thì các bạn có thể liên hệ mình theo đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn.